Xin chào anh em và bà con. Hôm nay tôi xin giới thiệu anh em một chuyên đề mới về cái thuốc phòng trị bệnh đường ruột trên con tôm. Thì như anh em và bà con mình đều biết ấy, thì ở cái giai đoạn đầu con mình mới thả nên dùng cái thuốc phòng trị đường ruột sớm cho bà con, cho con tôm nó ổn định đường ruột từ giai đoạn nhỏ. Thì khi mà con tôm đã ăn được mồi số lớn, số mảnh lớn, bà con ấy nên lưu ý trộn cho tôi thêm cái thuốc phòng trị đường ruột này ở giai đoạn đầu. Bà con mà chỉ phòng cho tôi khoảng 5 ngày thôi, ăn rất là nhiều, rất là nhẹ trong 5 ngày, thì ăn cho tôi khoảng 2 gram một liều phòng thôi trên 1 kg thức ăn, 1 ký thức ăn. Thì những cái loại thuốc này thì bà con mình phòng bệnh đường ruột nhé. Nó là thuốc phần lớn để đặc trị phân trắng, nhưng mà bà con mình dùng để phòng bệnh đường ruột. Bà con mình cứ cho tôi ăn khoảng 3 đến 5 ngày liên tiếp rồi lại nghỉ. Rồi đến giai đoạn mà tôm được khoảng tháng đầu tiên, bà con mình cũng ăn phòng cho tôi lại lần nữa. Và cứ ăn phòng cho tôi để chống một số cái bệnh phân trắng, bệnh đường ruột, phân lỏng, đứt khúc. Đấy, bệnh phân trắng, bệnh rỗng đường ruột. Thì bà con mình nên nhớ rằng đây là một cái dòng thuốc mà nó chống nhiễm khuẩn đường ruột nhé. Thì để ăn phòng, tôi nói nôm na thế này, bà con mình chỉ có đi no những cái bệnh gan tụy thôi, mà không chú ý đến cái bệnh đường ruột. Thì bệnh gan tụy thì khi nó xảy ra, bà con mình vô tình mà không xử lý được thì nó chỉ nổ ở giai đoạn đầu thôi. Tức là tôm nó rất là nhỏ nên là nó cũng không nổ lắm. Chứ còn là nếu mà bà con mình không xử lý đường ruột ấy, thì sau này tôm nó to rồi là tôm nó cứ dậm chân tại chỗ ấy, nó không phát triển đâu. Và nó làm cho con tôm càng ngày càng siêu còi, và thậm chí là cũng càng nuôi thời gian càng lâu càng nổ, vì nó tốn công tốn thời gian của bà con mình. Thậm chí là khi bị bệnh đường ruột này, nó không chết ở giai đoạn nhỏ, mà đến giai đoạn lớn nó bắt đầu nó cứ lải giải, nó chết dần, nó rớt dần. Thì như vậy bà con mình sẽ kiểu là ngày nào cũng bị tôm rớt như vậy, chủ gần lớn là nó ở nguyên nhân của nó bị đường ruột nhé. Thì bà con mình sẽ bị lỗ ở giai đoạn mà muộn, tức là giai đoạn nuôi về sau ấy. Như vậy vừa tốn tiền nuôi, vừa tốn tiền điện, vừa tốn tiền công, vừa tốn tiền thuốc, vừa tốn tiền thức ăn nữa. Và cái thời gian nó kéo dài, bà con mình sẽ đủ các chi phí tốn. Nên mà thay vì bà con mình để nó bị những cái bệnh này, bà con mình cho ăn phòng ở từ giai đoạn đầu. Thì giai đoạn đầu mới thả tôm ấy, bà con mình ăn được số mảnh, bà con phòng cho tôi từ 3 đến 5 ngày. Ngày 2 cữ trên ngày. Và thi tôm được khoảng từ 2 5 ngày đến 1 tháng tuổi, bà con phòng lại lần nữa cho tôi. Cũng phòng từ 3 đến 5 ngày. Và tôm đến 40 50 ngày tuổi, bà cũng phòng, bà con cũng phòng lại lần nữa cho tôi. Khi phòng thường xuyên được như vậy ấy, thì tôm của bà con mình nó sẽ có đường ruột ổn định nhất, khỏe mạnh nhất. Thì đây là một cái dòng thuốc mà nó cũng đã được lưu hành, và nó cũng là một cái công ty lớn nên cũng có tiêu chuẩn GMP rồi, nên bà con cũng yên tâm về cái dòng thuốc này. Đây là dòng thuốc đặc trị nhá, nên nào tôi khuyên bà con mình không nên dùng để đặc trị, mà mình để ăn phòng thường xuyên. Ăn phòng thì bà con mình có nhu cầu thì hãy gọi cho tôi để chúng tôi sẽ gửi hàng, ship hàng cho bà con mình. Bà con mình có nhu cầu hãy liên hệ với tôi để tôi sẽ ship hàng cho, và tôi sẽ ưu đãi cho bà con mình mua số lượng lớn, và tôi cố gắng ship cho bà con nhanh nhất có thể. Và đây là những cái sản phẩm nó cũng không có mắc lắm, đắt lắm, là vì nó là một cái sản phẩm mà một gói này là trong cái nọ hộp này nó có 4 gói, mà mỗi gói khoảng 250g, nó chỉ khoảng 150.000 một gói này thôi. Bà con mình một hộp có 4 gói nhá, và một gói nó 150.000. Bà con mình mua số lượng thì hãy gọi cho tôi, còn mua 1-2 gói tôi cũng vẫn bán cho bà con mình. Và cũng mong bà con mình thường xuyên xem cái video của tôi và chia sẻ cho tôi, để tôi sẽ phục vụ bà con mình tốt hơn. Và tôi giao hàng toàn quốc nhá, bà con mình nên nhớ là tôi giao hàng toàn quốc, và qua hệ thống chúng tôi đã ký hợp đồng với hệ thống giao hàng Tiết Kiệm và các hệ thống giao hàng khác, nên là tôi sẽ ship cho bà con nhanh nhất có thể. Và những bà con mình cần gấp ấy, chúng tôi ship chỉ trong khoảng 2 ngày thôi theo con đường hàng không thì sẽ đến tới tay bà con. Còn nếu bà con mình chưa cần gấp ngắt thì chúng tôi sẽ ship cho con đường chậm, và nó chỉ mất khoảng 3 đến 4 ngày ở xa, còn ở gần thì chỉ mất 2 ngày thôi. Còn những cái khách ở xa mà trong miền Nam ấy, trong miền Tây ấy, thì bà con mình đặt ấy, thì chúng tôi ship, nếu mà ship qua đường nhanh cũng chỉ mất đến 2 ngày thôi. 1 ngày rưỡi đến 2 ngày bà con mình có thể đến tay bà con mình luôn. Đây nó là một dòng thuốc mà nó là dạng đặc trị rồi, thì bà con mình cố gắng liên hệ với tôi. À, một số cái con tôm ăn phòng cái này rồi ấy, thì nó sẽ đỡ bị phân trắng hơn. Còn nếu mà trong trường hợp mà tôm đã bị phân trắng rồi ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành cho ăn mà liều cao hơn, điều trị bệnh cao hơn một chút.
và ăn đến khi khỏi bệnh thì thôi. Rồi chúng ta lại nghỉ và thỉnh thoảng lại ăn phòng nhắc lại. Cũng rất mong bà con sẽ ủng hộ và chia sẻ kênh cho tôi. Và tôi sẽ tư vấn cho bà con miễn phí nhé, trong quá trình xử lý nhé. Tôi sẽ chỉ ra cho bà con những cái gì bà con mình đang mắc phải và cần xử lý như thế nào cho hợp lý nhất. Và tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho bà con mình. Cố gắng hãy liên hệ với tôi. Bà con mình cũng cần liên hệ với tôi ấy, thì bà con dùng điện thoại thông minh thì cứ ấn thẳng vào điện thoại thông minh thì sẽ lên số điện thoại của tôi. Còn nếu bà con mình dùng trong cái hệ thống Smart TV ấy, TV có Internet ấy, bà con mình bấm một nút OK trên điều khiển nhé, thì số điện thoại của tôi nó sẽ hiện lên. Thì bà con mình sẽ nhìn thấy số điện thoại của tôi để liên lạc với tôi. Hoặc là nếu mà con anh em mình mà thạo về điện thoại, bà con mình có thể để lại cái lời nhắn nhủ comment ở dưới cho tôi để tôi sẽ liên lạc lại và tôi sẽ ship hàng cho anh em mình. Tôi xin chúc anh em và bà con có vụ mùa thành công. Chào bà con và anh em.